Mà xin chào các bác nhé. Trong video lần này em có một số loại lan chia sẻ các bác mua về làm giống chơi hoa. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ ra số điện thoại là 086 882 5909 nhé. Số điện thoại em để phần tiêu đề của video đấy ạ. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là gọi điện nhắn tin trao đổi qua Zalo hoặc là Facebook để đặt hàng nhé các bác nhé. Lan của em thì chưa bằng phí ship, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền ship cho bên chuyển phát. Phí ship là 36.000 cho 2 kg đầu tiên, các kg tiếp theo thì cộng thêm 9.000 nữa các bác nhé. Và ship nhanh toàn quốc. Địa chỉ vườn lan bên em, thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Các bác nào có dịp thì qua vườn của em xem cây các bác nhé. Các bác vui lòng điện trước cho khoảng một vài tiếng, nhiều khi là em không có ở vườn này, em bận đi giao hàng các thứ nên không có ở vườn thường xuyên này. Các bác cứ điện trước cho em. Vườn lan của em thì ngay gần cái chỗ chân cầu Thăng Long thôi. Các bác sang bên kia chân cầu Thăng Long, khu địa phận Đông Anh, Hải Bối đấy, cổ điển, chợ đồ cũ ấy. Đây, các bác điện cho em để em ra đón ấy. Nó rất là dễ tìm, nó ở gần đấy thôi chứ không phải ở khu cổ điển nha các bác nhé. Hôm nay em thì giới thiệu tiếp tục các mặt hàng địa lan và lan hài như mọi khi các bác nhé. Đây, rất mong các bác ủng hộ. Địa lan thì có những cây địa lan truyền thống sẽ giới thiệu trước nhé. Hàng truyền thống thì có hoàng điểm này, hoàng điểm như một cặp này, hai thân này là 900.000 này. Nếu lấy cả chậu là 1 triệu nhá. Đóng cả chậu gửi. Các đơn hàng này em sẽ gửi xe khách các bác nhé. Em sẽ gửi xe khách cho các bác này. Nếu mà đơn hàng nào nó có những cái chậu to như này thì em sẽ gửi xe khách. Chậu này là 1,6 triệu này, cả chậu này, nhổ chậu gửi cây là 1,5 triệu này, hoàng điểm. Hoàng điểm thì họa lưỡi của nó có hình tim màu màu đỏ hình tim các bác nhé. Hoa màu vàng một chút này. Đó là hoàng điểm, hoa Tết này. Một loại địa lan tiếp theo thuộc dòng truyền thống và giới thiệu các bác là cây thanh trường nhé. Cây thanh trường cổ này, cây này với cây đại hoàng Nam Định khác nhau các bác nhé. Thanh trường này thì 2 triệu một thân, như chậu hai thân này là 4 triệu này. Đây, chưa có mầm nhé, cái mầm này thì em không tính, mặc dù nó có thể lên được nhưng cái lá của nó sẽ bị lỗi. Đây, cái mầm này không tính này. Đây, nó sẽ lên cái mầm khác các bác ạ. Đây, thanh trường một năm nó chỉ đẻ được 1 đến 2 thân, thường nó sẽ là một thân thôi chứ không phát triển mạnh đâu. Nó giống như cái thằng thanh ngọc cổ là một năm nó đẻ một thân này. Thanh trường này thì đấy 2 triệu một thân nhá, chậu này 4 triệu này. Cả chậu luôn 4 triệu. Phú quý hồng mai thì đang lên măng mầm rất khỏe, đây đang lên măng mầm rất khỏe, 300.000 một thân các bác nhé. Đủ chậu gửi, tách chậu gửi. Dòng truyền thống thì còn hoa thu. Dòng hoa thu này thì có những cây đây, trần mộng các bác nhé. Trần mộng này thì ra 2 mùa lần hoa, hoa vào tháng 11 và hoa vào dịp Tết. Các bác ngắt cái đợt hoa tháng 11 đi thì sẽ chơi hoa dịp Tết. Đấy, trần mộng cây của em thì nó rất là đẹp này, rất là đẹp luôn, tại vì người ta tưới nước giếng khoan nên là cái lá nó hơi bẩn bẩn chút này. Về các bác lau dần là sẽ khỏe. Đây, đây em đi mua những cái thân này người ta đã tính là một thân rồi này. Đấy, nó chưa tạo củ, bây giờ mua nó rất là khó, thì măng mầm nó lên cao nhưng mà em vẫn để với giá là 250.000 một thân các bác nhé. 250.000 một thân. Đấy, như chậu này thì em tính là 1,4 triệu đấy, hai măng mầm, nhưng mà các bác mua lẻ thì cái này là em tính là một thân rưỡi này. Đấy, đấy. Còn các bác mua cả như kiểu 4 thân này thì giá là 1 triệu. Đấy, đấy, hai măng mầm luôn. Đấy, cái này sắp tạo thân rồi, nó lên rất là khỏe. Trần mộng, đấy, trần mộng cổ các bác nhé. Đây, như cái này thì em để giá là 500.000 rồi, hai thân rồi. Đấy, trần mộng. Còn đại kiều, đại kiều thì 260 một thân nhá. Cái chậu này thì 2,5 thân này, đấy, cứ thế tính giá lên này. Đại kiều này 2 củ chọc này là 200.000 nhá. Đại kiều củ chọc là 200.000. Nó có hai cái rễ đây, hai cái rễ này. Đấy, em mới tách ra cái chậu đại kiều. Cái trần mộng nó rất là khỏe. Đại kiều là dòng truyền thống hoa thu, còn trần mộng thì hoa Tết. Còn mạc biên tàu này thì 50.000 một thân nhá. Chậu 3 thân thì là 150, chậu 2 thân là 100, đóng cả chậu gửi. Cây mạc biên này, đại mạc 50.000 một thân này, đại mạc tàu 50.000 một thân này. Đóng cả chậu gửi. 100.000 hai thân như này, đóng cả chậu gửi các bác nhá. Hàng truyền thống thì có cây đông lan này 200.000 một chậu này. Đấy, đóng cả chậu gửi. Đây chậu trần mộng này,
Cái thân trần mộng này là 250 này. Đây. Đây. Trần mộng cổ. Bạch ngọc chân hương. Bạch ngọc chân hương thì là 400.000 cái chậu này như vậy nhá. Hai mầm này, bốn thân này, 100.000 một thân. Dòng truyền thống nữa giới thiệu các bác là cây tố tâm 100.000 một thân, chậu này 200.000 nhé, hai thân 200.000, đóng cả chậu cửi đấy, hai thân một mầm 200.000. Tứ thời cổ, tứ thời cổ 50.000 một thân, như chậu này là 300 này, 6 thân này, chậu này là 5 thân là 250 này, đóng cả chậu gửi. Đây là cây thanh ngọc 100.000 một thân, đi đơn từ hai thân này. Là 200.000 đó nhá. Cả chậu này là 1.500.000 này, bao gồm cả chậu rồi. Có một cây nữa là cây thanh vũ. Cây thanh vũ đây. Cây thanh vũ hai thân một mầm nhá, một băng mầm nó lên to này. Các em chăm thì nó gần như nó khó chết lắm. Chết chết cái thân già đây chứ còn không tính làm gì cái thân già này. Thân già đấy nó để nó nuôi cái măng này. Đấy cái măng này có hai thân này, một măng này, đấy. Em để giá là 480 nhá các bác nhá, 480 đóng cả chậu gửi này. Về các bác chỉ việc tưới thôi. Địa lan thanh vũ. Thanh vũ hay thanh lùn. Thanh vũ, thanh lùn đều là tên của nó cả các bác nhá. Đây. Dòng truyền thống gần như là đủ bộ hết. Hoàng vũ thì tạm hết rồi. Vài hôm nữa có hoàng vũ cẩm tố này. Đây có cây kim biên. Cái kim biên thì 250 này, 250 chậu này các bác nhé, bạch ngọc kim biên, nóng ở chậu gửi. Đây là những cái hạt giống của cây cẩm cù tên lửa này, em gieo lên, nó cũng lên hạt rồi, lên rất nhiều luôn, trông rất là hay. Em sang những dòng địa lan nước bạn, lan tàu ấy, cái phú quý hồng mai vừa em giới thiệu rồi. Cây đào cơ thì là 150 một thân này các bác này, 150 một thân này, như chậu hai thân này, nó có mầm lên đấy nhá. Chọn cây nào có mầm nữa các bác này, như chậu hai thân này thì sẽ là 300.000, chậu hai thân này sẽ là 300.000 các bác nhá, đóng cả chậu gửi này. Đào cơ, hồng thần hà 300.000 một thân, như chậu này là 300.000 này, đóng cả chậu gửi này. Còn những chậu như này thì là hồng thần hà là 900 này, đóng cả chậu gửi, ba thân một mầm đấy. Dương minh cẩm này, hàng Đài Loan 250 một thân, chậu ba thân này 750 này, bắt đầu lấy hai thân thì là 500 nhé, tách chậu gửi. Dương minh cẩm, đấy là một số cái hàng địa lan của tàu khựa. À đây còn cây tiểu kiều nữa, để mỗi thứ một lơi mà đâm ra là không nhớ được. Tiểu kiều thuộc dòng truyền thống Hoa Thu các bác nhé, 220 cái chậu bảy thân này, một mầm này, tiểu kiều, bạch ngọc tiểu kiều, xích ngọc này, hàng rừng, xích ngọc lai bạc lan này, hàng rừng lai tự nhiên đấy các bạn, chứ không phải qua phòng thí nghiệm đâu nhé. Đây. Xong người ta nhân giống ra được này. Đây là cây xích ngọc lai bạc lan, 300.000 chậu này các bác nhé, 950 một thân, 300.000 chậu này đóng cả chậu gửi này. Địa lan Xuân Hà Sơn La này, này đang có ngổng hoa đây. Cái chậu này thì 380 này, lấy cả chậu là 480 này. Địa lan Xuân Hè Sơn La này. Còn cái chậu hàng giống này là 180 này, chậu này 150 này, đóng chậu gửi này. Cái này thì nhổ chậu gửi cây Xuân Hè Sơn La, cây to khỏe đẹp này. Sang những dòng địa lan hàng rừng nhé. Mạc thu thì là 100.000 một chậu các bác nhé, đổ chậu gửi cây, cái chậu to như này là 150 này, đổ chậu gửi này, địa lan mạc thu, tứ thời lá to 150.000 một chậu, đổ chậu gửi cây, tứ thời lá nhỏ cũng 150.000 một chậu, đổ chậu gửi cây các bác nhé. Kiếm là giá hoa xanh 150.000 một chậu, đóng cả chậu gửi, dòng này hoa xanh, hoa thơm nhé, hoa thơm các bác nhé. Còn chun lan thì 250.000 một chậu, đóng cả chậu gửi. Hạc đỉnh đỏ vàng này, hạc đỉnh đỏ đấy, 180.000 một chậu như này, khoảng 4 khóm như này các bác nhé, một chậu gửi. Địa lan hạ lan điện tử 160.000 một chậu,
nhổ chậu gửi, cây đang lên măng mầm rồi, vì các chậu được 2 đến 3 khóm, còn những khóm như này là 250 này, nhổ chậu gửi các bác nhé. Chậu xích ngọc to này 200 350.000 này, đóng vào chậu gửi này. Còn xích ngọc trắng này, xích ngọc trắng đột biến hàng rừng là 300 400.000 chậu, hai thân hai mầm như thế này. Đây. Lalum Hà Giang là 100.000 một chậu như này, đóng vào chậu gửi được một thân. Caran hoa xanh 200.000 một chậu nhé, đóng vào chậu gửi hoặc là nhổ chậu gửi cây. Caran hoa trắng thì 150.000 một chậu, nhổ chậu gửi cây đó nhé. Caran hoa trắng. Đấy, xuân hè Sơn La em trồng đang lên mầm này này, sẽ tạo củ nhanh thôi. Đấy. Xuân hè Sơn La. Cái khúc hồ điệp Cúc Phương này thì em để với giá là 600.000 bao ship. Kiếm lạ hoa thơm thì 150.000 một khóm như này các bác nhé. Đây. Kiếm lạ hoa thơm nhổ chậu gửi đang lên mầm. Chu đinh vàng 100.000 một khay như này. Tiểu điệp rừng ghép giỡn 150.000 vàng giỡn, đóng vào cả vàng giỡn gửi các bác nhé. Hoàng thảo nghệ tâm thì chờ 200.000 một bảng dớn như này, đóng cả bảng dớn gửi này. Đây là cây vũ lữ hoàng hậu hoa xanh 380 chậu này, đóng vào chậu gửi. Sang những phần lan hài nhé. Phần lan hài thì em có hai gấm này, 50.000 một phần khoảng 10 chậu như này, nhổ chậu gửi. Vũ trúc đen này thì là 850 các bác nhé, bao ship. Kiwi ven hàng bụi như này là 500.000 này, nhổ chậu gửi này. Vân Lam, những cây đang có mèo là 50.000, đóng cả chậu gửi. Còn những cây như này thì bình thường như này là 25.000 một cây, nhổ chậu gửi cây. Henry 50.000 một phần khoảng 3 chậu như này, nhổ chậu gửi này. Zaki 40.000 một cây, nhổ chậu gửi cây. Mốc hồng 50.000 một phần khoảng 8 chậu như này, nhổ chậu gửi nhé. Cảnh 60.000 một cây, nhổ chậu gửi. Levium này 120.000 một chậu như này, đóng cả chậu gửi này. Kim tuyến 50.000 một cây, được một chậu như này, là một chậu như này, đóng cả chậu gửi. Trần liên 50.000 ba cây, nhổ chậu gửi cây. Cốc si 50.000 một phần khoảng 3 chậu như này, nhổ chậu gửi. Hải hồng 40.000 một cây, nhổ chậu gửi cây các bác nhé. Hải táo 50.000 ba cây, nhổ chậu gửi cây. Còn hai Helen 50.000 một phần khoảng 4 chậu như này, nhổ chậu gửi này. Vân Bắc cây này 180 này, còn cây này 150 này. Hetman thì 80.000 một chậu như này, nhổ chậu gửi. Mốc vàng 60.000 một cây, nhổ chậu gửi cây. Kim Tây Nguyên 50.000 một phần một khóm như này, nhổ chậu gửi. Vệ Lữ 50.000 một phần được khoảng 8 chậu như này, nhổ chậu gửi các bác nhé. Vệ Lữ. Cục đá hài Helen ghép giỡn này là 500.000 một cục này. Cục này thì 1.500.000 này. Cục hài gấm thì 1.500.000. Cục này cũng 500.000. Hài hương thuần rồi 380 chậu này, đóng cả chậu gửi. Bụi mạc xuân to này em để 300.000 nhổ chậu gửi cây. Tóc tiên hoa tết này. Tóc tiên này 200.000 một chậu, đóng cái chậu gửi. Hoàng yên tím 180 một chậu, đóng cái chậu gửi. Sơn thủy tiên hàng thuần. Cây đất là bắt đầu có những cái ra chồi hoa rồi. 200 đây này. 250.000 một chậu các bác nhá, đóng cái chậu gửi, ra chồi hoa này, tóc tiên này. À cái gì nhỉ? Sơn thủy tiên này. Ra chồi hoa này, dễ cho hoa lắm. Vạn đa lưỡi rắn này. Hoa rất đẹp luôn. Đáng hương rẻ quạt 380 chậu. Còn những chậu như này là 250 này. Thanh đạm sữa 150.000 này. Long thu xuân 150.000 một bảng dớn, đóng cả bảng dớn gửi này. Tam bảo sắc hàng trắng tím Điện Biên này. Đây, những cây như này thì sẽ là 150.000 một chậu nhé, đóng cả chậu gửi. Hôm nay em có từng đấy phần lan này, các bác có gì mua hộ em nhé, em xin cảm ơn ạ.